Qua tay gia đình Tony Trần đang đi lễ tại nhà thờ Domaine de Marie Đà Lạt đây. Đây là, đây là khu vực mặt tiền của nhà thờ Domaine de Marie. Cầu thang bộ bên trái để đi lên nhà thờ. Đó. Phía bên này là cầu thang đi bộ bên phải, lối lên nhà thờ.